cứ căng cái từ cố chuẩn là được. Nama sắp đều khoảng 5 tôn, chắc không có cửa nữa đâu. Bây giờ vẫn sóc dân ra để ăn gỗ nhá. Tầm ba người dân thì dừng nhá. Truy mày ạ, tầm ba người dân thì dừng. Ăn nguyên hoang. Gỗ, tập trung em hết gỗ. Ngáo mẹ rồi. Nhưng mà đang mình còn chưa đổi được trên bên đi. Tân đều, chắc chắn đều. Chỉ em cô thôi. Dự đoán chưa giờ. Vâng, đúng phong cách của chiến tướng đây rồi. Không lẫn được vào đâu. Chạy ra kia, tài máy lên thì bị thế cơ máy chạy. Tân hai đều luôn. Tập trung vào điều nhá. Rồi làm xong sớm thì mọi người thì đéo về. Để sẵn một đạo để mà vậy. Rồi, tốt. Tấn công thẳng vào ruộng của game thủ, móc võ lực, một dân. Tấn đầu của móc võ lực chỉ tập trung vào điều L trong tình huống này. 4A của móc võ lực so với 5A của game thủ truy mệnh. Đã ăn được một cung R. Cố gắng tất cả các tơn đều trong 5 tơn đầu tiên và ốp họ. Tách một cung R vào ruộng em. Rất tốt. Tỷ lệ thắng vẫn đang cao, con sư tử đang cắn công cung R. Tách cung R vào ruộng. Tốt. Đây là nhà VA, tơn này chỉ 4A thôi. Quay lại ốp nhà. Ở nhà vẩy thêm một vài chiếc E. Đốt A đi em, bãi quả phụ. Không vấn đề gì, đốt đi. Kéo bớt quân về để mà thủ những tên ở chỗ nhà mình. Đấy, kéo quân lấy về. Thế thì cầm dân ra phang luôn. Nó sao được quân đâu, chạy đi. Cứ để một cung đợi đi bắn gỗ nó đi. Đổi luôn nhà đấy, xác định hai đạo quân mình nhiều hơn hẳn, giữ được dân càng nhiều thì sẽ thắng rồi. Quay lại bánh gỗ, bánh quả mới bán em, bánh quả nó vừa bán đấy. Mà không sát được quân nữa đâu, một con chạy 12 giờ, đúng rồi. Một con chạy vào nhà chính cũ. Vậy một vài cái ruộng em. Bây giờ chỉ đi bắt cái đám quân của nó thôi. Ở chỗ anh gỗ ở nhà mình vậy một vài cái ruộng góc 6 giờ cho anh. Đấy, rồi. Để nó sắp được thêm quân. Và các bạn có thể đang theo dõi trận thi đấu của game thủ truy mệnh và game thủ võ lực trong cái trận được coi là trận thi đấu đầu tiên trở lại AC. Sẽ có một tơn vẩy e của game thủ truy mệnh chưa khít lắm do không có bóng, hơi đáng tiếc. Như sao gỗ đang nhiều, cứ bình tĩnh với em, đẩy vào ruộng, bắn hết ruộng đi. Tơn to thì em cứ đẩy thẳng đi về nhà mình, đẩy thẳng về hướng về nhà mình, truy sát nó về thẳng nhà mình. Sau đó tích thì về nhà, bắt đầu mình làm lại từ đầu. Cửa đang thắng cao rồi.
tao chỉ quảng bá thôi. Đánh em đánh thoải mái thôi, tao mới đang khoảng 35. Nghe rõ rồi, tao nghe. Tao bên kia chỉ khoảng 35 mà nó mất hết là sạch A rồi. Đấy. Tốt lắm em ơi.